Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 1 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Phần 1 nhỏ đọc thành tiếng 3 điểm. Với phần 1 nhỏ đọc thành tiếng này, các em sẽ đọc bài đọc Hoa Phượng. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Hoa Phượng. Hôm qua còn lấm tấm, chen lẫn màu lá xanh. Sáng nay bừng lửa thẫm, rừng rực cháy trên cành. Bà ơi sao mà nhanh, phượng nở nghìn mắt lửa. Cả dãy phố nhà mình, một trời hoa phượng đỏ. Hay đêm qua không ngủ, chị gió quạt cho cây. Hay mặt trời ủ lửa, cho hoa bùng hôm nay. Bài đọc theo tác giả Huy Hòa. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Hoa Phượng. Các em sẽ luyện đọc thành tiếng bài đọc này. Khi đọc, các em chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ đúng nhịp thơ. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 nhỏ, đọc và trả lời câu hỏi 2 điểm. Với bài tập 2 nhỏ này, các em sẽ đọc bài đọc Ngôi nhà ấm áp. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện được các câu hỏi phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Ngôi nhà ấm áp. Thấy chim đang xây tổ trên cây cao, rùa chế giễu. Ngôi nhà của bạn thật tồi tàn, nó được làm bằng cành cây gãy, nó không có mái và trông thô quá. Tệ hơn nữa là bạn phải tự xây dựng nó. Tôi nghĩ nhà của tôi, vốn là mai của tôi, tốt hơn nhiều so với cái tổ của bạn. Đúng, tổ của tôi trông có vẻ tồi tàn, nhưng tôi đã xây dựng nó nên tôi thích nó. Điều đặc biệt, nhà tôi có không gian cho gia đình và bạn bè, trong khi mai của bạn không thể chứa bất cứ ai khác ngoài bạn. Có lẽ bạn có một ngôi nhà đẹp hơn, nhưng tôi có một ngôi nhà ấm áp hơn, chim sẻ nói. Bài đọc sưu tầm. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Ngôi nhà ấm áp. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi về bên dưới như sau. Câu hỏi ý A. Rùa chế giễu chim sẻ như thế nào? Với câu hỏi ý A, dựa vào bài đọc các em sẽ thấy rằng rùa chế giễu chim sẻ như sau. Ngôi nhà của bạn thật tồi tàn, nó được làm bằng cành cây gãy, nó không có mái và trông thô quá. Tệ hơn nữa là bạn phải tự xây dựng nó. Tôi nghĩ nhà của tôi, vốn là mai của tôi, tốt hơn nhiều so với cái tổ của bạn. Đây là đáp án cho câu hỏi của ý A. Tiếp theo câu hỏi ý B. Chim sẻ đáp lại rùa ra sao? Với câu hỏi của ý B thì dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thấy rằng chim sẻ đáp lại rùa như sau. Đúng, tổ của tôi trông có vẻ tồi tàn, nhưng tôi đã xây dựng nó nên tôi thích nó. Điều đặc biệt, nhà tôi có không gian cho gia đình và bạn bè, trong khi mai của bạn không thể chứa bất cứ ai khác ngoài bạn. Có lẽ bạn sẽ có một ngôi nhà đẹp hơn, nhưng tôi có một ngôi nhà ấm áp hơn. Đây là lời mà chim sẻ đáp lại rùa. Câu hỏi ý C. Em thấy ý kiến của ai hợp lý hơn? Vì sao? Với câu hỏi của ý C này thì các em sẽ có thể chọn một trong hai ý kiến của bạn rùa hoặc bạn chim sẻ là hợp lý hơn. Với cô thì cô sẽ thấy ý kiến của bạn chim sẻ hợp lý hơn bởi vì ngôi nhà của chim sẻ rất ấm áp và có thể cho bạn bè cũng như gia đình ở cùng và được tạo nên nhờ công sức của chim sẻ. Tiếp theo câu hỏi ý 3. Em hãy viết 1 đến 2 câu về bài học mà em rút ra trong câu chuyện trên, 1 điểm. Với câu hỏi của bài tập 3 nhỏ thì cô sẽ có 2 câu văn để các em tham khảo như sau. Em quan sát hai câu văn của cô như sau. Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học đó là cần chăm chỉ làm việc và biết chia sẻ với mọi người như bạn chim sẻ. Không nên chê bai hay chế giễu thành quả, công sức của người khác như bạn rùa. Đây là đáp án cho câu hỏi của bài tập số 3. Các em sẽ quan sát và sau đó thì viết vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập 4 nhỏ.
điền chữ cờ hoặc ca vào chỗ trống và giải câu đố sau, 1 điểm. Với bài tập 4 nhỏ thì các em sẽ quan sát một câu đố, trong đó có các tiếng còn thiếu chữ cờ hoặc chữ ca. Các em sẽ điền vào chỗ trống để tạo thành các tiếng có nghĩa hoàn chỉnh. Sau khi hoàn chỉnh thành một câu đố thì các em sẽ dựa vào câu đố này để giải đáp án ở phía bên cạnh. Ô trống đầu tiên, các em sẽ thấy đằng sau ô trống có vần on. Vậy trong trường hợp này các em sẽ điền chữ cờ để chúng ta được tiếng con. Ô trống thứ hai, đằng sau ô trống có vần A. Vậy trong trường hợp này các em sẽ điền chữ cờ để chúng ta được tiếng cây. Ô trống thứ ba, đằng sau ô trống có vần yêm và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ ca để chúng ta được tiếng kiếm. Và ô trống thứ tư, đằng sau ô trống có vần on. Trong trường hợp này các em sẽ cũng điền chữ cờ để chúng ta có tiếng con. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có cả câu đố hoàn chỉnh như sau. Con gì bé tí, chăm chỉ suốt ngày, bay khắp vườn cây, tìm hoa kiếm mật, là con. Vậy thì một con vật mà bé nhỏ và rất chăm chỉ để bay khắp vườn cây kiếm mật, đó là con ong. Vậy các em sẽ ghi đáp án ở trong ô trống, đó là ong. Tiếp theo các em sẽ quan sát bài tập 5 nhỏ, nghe đọc truyện và trả lời câu hỏi, 1 điểm. Với bài tập 5 nhỏ này các em sẽ nghe cô đọc câu chuyện Những đứa con rùa biển. Sau đó dựa vào câu chuyện này thì các em sẽ thực hiện được các câu hỏi phía bên dưới. Trước tiên cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Những đứa con rùa biển. Rùa biển còn có tên gọi là vích. Đến mùa sinh nở, vích mẹ bò lên một vùng cát hoang vắng, đào cát lên và đẻ vào đó những quả trứng trắng, tròn như những quả bóng bàn. Sau đó, vích mẹ bới cát, lấp lên cái ổ trứng rồi bỏ đi. Những tia nắng ấm áp sưởi ấm trứng, làm trứng nở. Từng đàn rùa con xinh xắn và đông đúc chui ra. Rùa con nhớ lời mẹ dặn, vừa ra khỏi hố cát đã vội vã bò vượt qua bãi cát để lao xuống biển. Ai chậm chân sẽ bị chim và cua rình bắt. Câu chuyện theo Internet. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Những đứa con rùa biển. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện các câu hỏi phía bên dưới như sau. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu hỏi ý A, rùa mẹ đẻ trứng ở đâu? Đáp án A, trên hoang mạc. Đáp án B, trong hố cát tự đào. Đáp án C, dưới biển sâu. Và đáp án D, trong hang đá rất sâu và rộng. Với câu hỏi của ý A thì các em sẽ dựa vào những câu văn ở trong bài đọc như sau. Rùa biển còn có tên gọi là vích. Đến mùa sinh nở, vích mẹ bò lên một vùng cát hoang vắng, đào cát lên và đẻ vào đó những quả trứng trắng, tròn như những quả bóng bàn. Như vậy thì ở trong câu hỏi ý A, rùa mẹ đẻ trứng ở trong hố cát tự đào. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu hỏi của ý A. Câu hỏi ý B, điều gì khiến trứng rùa nở? Đáp án A, những tia nắng ấm áp. Đáp án B, trứng rùa có thể tự nở. Đáp án C, mẹ rùa ấp trứng. Và đáp án D, cát và nước biển giúp trứng rùa nở. Với câu hỏi của ý B, các em sẽ dựa vào câu văn như sau. Những tia nắng ấm áp sưởi ấm trứng làm trứng nở. Như vậy thì đáp án đúng của câu hỏi bị ý B, đó là đáp án A. Điều khiến trứng rùa nở đó là những tia nắng ấm áp. Câu hỏi ý C, khi vừa nở ra từ trứng, rùa con đã làm gì? Đáp án A, rùa con nhờ mẹ đưa ra biển. Đáp án B, rùa con nhờ chim đến mang ra biển. Đáp án C, rùa con tự bò ra bãi cát để ra biển. Và đáp án D, rùa ở yên đó và không chịu di chuyển. Với câu hỏi của ý C thì các em sẽ dựa vào câu văn trong bài đọc như sau. Từng đàn rùa con xinh xắn đông đúc chui ra, rùa con nhớ lời mẹ dặn, vừa ra khỏi hố cát đã vội vã bò vượt qua bãi cát để lao xuống biển. Như vậy thì trong câu hỏi ý C, khi vừa nở ra từ trứng, rùa con đã tự bò ra bãi biển, bãi cát để ra biển. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi của ý C. Câu hỏi ý D, nếu chậm chân, rùa sẽ bị con vật nào ăn thịt? Đáp án A, chim. Đáp án B, cua. Đáp án C, mẹ rùa. Và đáp án D, chim và cua.
Với câu hỏi ý D, các em sẽ dựa vào câu văn như sau. Rùa con nhớ lời mẹ dặn, vừa ra khỏi hố cát đã vội vã bò vượt qua bãi cát để lao xuống biển. Ai chậm chân sẽ bị chim và cua rình bắt. Như vậy ở câu hỏi ý D thì nếu chậm chân, rùa con sẽ bị con vật rình bắt ăn thịt, đó là chim và cua. Vậy các em sẽ chọn đáp án D trong câu hỏi của ý D. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 6 nhỏ, nghe viết 2 điểm. Với bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc nội dung của bài đọc, sau đó các em sẽ viết xuống phía dưới phần ô trống của vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi, nảy lộc. Mưa phùn làm cho cây hoa giấy tốt tươi hơn. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở hoa đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo vẫn đứng lặng lẽ một góc vườn, thân cành trơ trụi. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc. Các em sẽ nghe nội dung cô đọc, sau đó viết xuống dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết, các em chú ý sẽ viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 1, học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.